ấy. Nhưng hôm nay Bella đi học thì nhớ học thêm, nhớ nhớ là be fun, okay, have fun. Learning is okay, you're gonna learn anyway. Con sẽ học hỏi được thôi, okay. Nhưng mà làm sao để vui vẻ? Khi mà mình vui á, mình sẽ học được nhiều hơn. Bella hiểu không? Con hiểu đó không các bạn? Khi mình vui vẻ mình sẽ học được nhiều hơn. Bella biết cái chuyện đó không? Nói yes đi chứ. Dạ, okay. Ba ơi, sao hồi đó hôm đó con lại nhớ, con nhận nhớ là mình có cái gì vui lắm. Cố gắng nhớ những gì vui nhất trên đời, cuộc đời không có gì hạnh phúc. Dạ. Chuyện rất là vui mà không nhớ kỹ chuyện gì hả? Dạ. Ok, thì vậy cũng được. Chứ lại con nhớ là con bị té vào cái đó. Cái đó là gì? Lên mà ba bỏ đó. Ờ, tối hôm qua đó hả? Trời ơi, ba xin lỗi nha, ba để đó ngay trước mặt con. Mà con... cái suicide cho nên nó khó thấy lắm. Khó thấy lắm hả? Ok. Nãy cũng được, ok. Cho nên là ba đừng có bỏ chỗ đó nha. Thì sao ba không bỏ chỗ đó đâu? Ba bỏ chỗ nào cao như là một cái bàn nha, để cho con không có bị té. Trong cái mê đồ đó. Oh my gosh. Okay.